Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là các anh chị cũng đang sắp xếp những cái món quà đó, buổi chiều ngày hôm nay sẽ phát quà trung thu cho các em nhỏ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 nha cô chú. Dạ thì bệnh viện Nhi Đồng 1 này ở đường Lý Thái Tổ nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng tấp nập đỡ dọn những cái món hàng ăn vặt đỡ chiều này phát nha cô chú. Thì phía trước là quầy hàng của chị Loan nha cô chú anh chị. Dạ. Phía trước bên này thì có gian hàng của chị Loan á cô chú. Thì chị Loan và chú của bé Ken vừa rồi cũng đến dọn ra hết rồi cô chú, thì cũng chuẩn bị xong. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đi lòng vòng xung quanh các gian hàng rồi nha cô chú. Dạ thì buổi chiều ngày hôm nay cô chú anh chị, những cái món quà này thì các em nhỏ cô chú ai có phiếu thì sẽ được nhận nha cô chú anh chị. Đây xin tin cũng theo ha. Đi Phương Lê. Dạ. Nghe nói là chiều nay là chị Ni và Phương Lê đến nha các bạn. Dạ. Chị Ni Phương Lê có đến đúng không bạn? Dạ có anh. Chị Hồng Loan giờ này là đang đi vòng vòng ha. Dạ. Thăm các phòng bệnh ha. Dạ. Thì trước đây thì các cô cũng đang sắp xếp những cái phần quà ra nha cô chú. Đó, sắp xúc xích heo cô chú anh chị. Dạ thì một xíu nữa đây cô chú thì chị Ni cũng sẽ đến nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là chị Loan và chú cô bé Ken cũng đã đến rồi cô chú. Thì chị Loan và chú cô bé Ken cũng sắp xếp những cái phần quà ra rồi cô chú. Thì cũng đi lòng vòng đỡ xem các anh chị những cái gian hàng này cô chú. Dạ thì em cũng quay trước để chia sẻ đến cho cô chú anh chị xem. Cái chương trình này rất là ý nghĩa đúng không? Dạ, bạn? Dạ. Chương trình dành cho bé rất ý nghĩa luôn. Dạ. Ở đây chị Hồng Loan cũng có bé, cũng có cô Tin ha. Dạ. Chị Hồng Loan đến cũng như là giúp đỡ và phát quà cho các bé. Một chương trình rất ý nghĩa của đêm hội trăng rằm trung thu. Dạ. 14 tháng 8 tại bệnh viện Nhi Đồng 1 ha. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Chương trình rất là tuyệt vời. Mọi người ủng hộ chị Hồng Loan thì hãy like và chia sẻ video để có tính lan tỏa nhiều hơn ha. Đây là thương hiệu nước hoa Trâm. Dạ thì hiện tại bây giờ là các anh chị cũng đang sắp xếp những cái gian hàng đỡ bỏ những cái món quà ra nha cô chú. Đây là thương hiệu nước hoa Pháp ha. Thương hiệu nước hoa Pháp đang tài trợ chương trình cho các bé. Đó, nước hoa Pháp rồi các bạn. Đấy. YouTube. Ok. Dàn siêu mẫu của nước hoa Charm ha. Dạ thì hiện tại bên trong là các anh cũng đang làm cái sân khấu nha cô chú. Nghe nói là 1 giờ bắt đầu là phát quà cho các bé đó. Dạ. Yeah. Cái là đầu giờ trưa ha. Dạ. Yeah. Quá trời bánh luôn ha, một phần quà này. Trong phần quà mình ta xem phần quà gồm cái gì ra. Phần quà gồm cái gì ra, mình review phần quà nha. Một cái lồng đèn nè. Dạ, lồng đèn. Dạ. Review phần quà đi. Thì xem trong phần quà có những cái món quà nào cho các bé nha. Một cái snack. Snack, một cái lồng đèn. Lọc đèn. Và một cái bánh. Sữa kẹo. Sữa. Kẹo banda. Ê. Rồi, con gấu 3 trong 1. Sữa. Rồi bánh. Rồi bánh. Còn cá pin luôn nha mọi người nha. Dạ, pin trò pin chơi nữa ha. Pin chơi lồng đèn. Nói chung là kẹo banda ha. Đúng rồi, đầy đủ. Rồi, đầy đủ. Tay nữa.
con cá so. Thôi có ba con cái hả? Rồi đèn lồng là con cá chép. Ok rồi, đó một phần trong một phần dành cho các bé có rất là nhiều món quà nhỏ ha, cái trong ha. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía bên ngồi cô chú thì các anh tài xế cũng chở những cái phần quà đến đỡ buổi chiều ngày hôm nay phát cho các em nhỏ trong ngày rằm Trung Thu nha cô chú. Rất là nhiều quà luôn cô chú, rất là nhiều phần quà luôn. Phía bên trong thì hiện tại bây giờ là rất là đông các anh chị cũng đến sắp xếp những cái phần quà bánh và sữa và đồ chơi cho các em nhỏ buổi chiều ngày hôm nay nha cô chú. Đây cô chú rất là đông luôn. Đây các anh chị giờ cũng đang di dời những cái phần quà đỡ xếp lại nha cô chú. Trong sân khấu thì các anh hiện tại cũng đang dán những cái hình cho nó đẹp đó cô chú. Cô chú anh chị xem video cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh được phát triển hơn cô chú. Dạ hiện tại bây giờ thì cũng hơn 12 giờ rồi đó cô chú. Thì khoảng 2-3 giờ chiều ngày hôm nay thì các bé cũng sẽ đến nơi này để nhận quà Trung Thu nha cô chú. Đây, những cái lồng đèn rất là đẹp luôn.